là Sim đây. Mình là Sam đây. Ủa? Hello, chào mọi người, mình là Sim đây. Mình là Sam đây. Hôm nay mình với Sim đi thử thách thoát khỏi nhà tù ông đầu kem. Hả? Nhà tù ông đầu kem? Là sao? Và nếu hai chị mình thoát khỏi nhà tù của ông đầu kem siêu kinh dị này thì mình sẽ có rất nhiều tiền trong tay. Cái gì? Có rất nhiều tiền? Em rất thích robot. Ủa bà khoan, mình thất bại thì sao? Nếu mà mình thất bại thì mình sẽ bị quăng xuống một cái hố đen vũ trụ mà không thể nào chui lên được. Không dễ đâu. Liệu hai chị em mình có thể thoát khỏi ông đầu kem hay không? Các bạn đừng quên xem video nha. Còn bây giờ, let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với nhà tù. Trời ơi, nhìn ghê quá. Ủa, chị giới thiệu xong mà xem sờ chứ gì vậy? Trời ơi, nhưng mà chị nhìn trước mặt kìa. Trời ơi, cái ông gì nhìn ghê dữ hả? Xin lỗi bạn, thì đây chính là ông đầu kem, người dẫn đầu ở trong cái nhà tù siêu to khổng lồ này. Thấy không đó, trong này là tất cả mọi thứ đều là kem hết, thấy không? Tại vì ông này rất thích ăn kem nên ông này là ông đầu kem. Đó, ok. Ủa, đầu kem sao? Có mà, nó thích ăn kem phải không? Đừng quên. Vì sao biết nha, còn đinh xăm sau khi gặp ông này xong là mình không có ăn kem luôn. Các bạn ơi, nhìn ông nè. Trời ơi. Ghê quá. Trời ơi, đỏ giống chị vậy. Oh my god. Rồi, chắc là ông này thích chị vậy đó. Ui. Đâu, không nghe nha. Ok, chào các bạn đến với nhà tù đầu tiên của ông đầu kem. Gì đây, xin mời nhìn thấy không? Ủa, từ có sao ông này nhìn. Ông này nhìn kỳ vậy. Người ca, ông người chanh. Ủa, người chanh mắc rồi vậy. Trời ơi, trời. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng đợi ông đầu kem xuất hiện. Ok, trời ơi, trời, không biết. Ok. Ủa, xin chị với em khác tiếp. Không thể đâu. Trời ơi, tôi tim bồ đỏ. Ủa, ông đầu kem kìa. Trời, cái gì vậy? Ủa, để nghe coi ông nói gì, xem ông nói gì. Chào mừng các ngươi đã đến với nhà tù của ông đầu kem này. Nếu các ngươi không thoát khỏi đây và không hoàn thành những nhiệm vụ của ta, các ngươi sẽ bị chết. Ủa, cái gì đây? Trời ơi. Ủa, gì đây? Trò chơi đầu tiên. Ủa, trò chơi gì đây? Cái này giống chơi bom quá à. Đánh người khác bằng quả bóng, nhưng đừng để bị đánh. Ủa, cái gì đây? Là đánh nhau hả? No, mình phải đánh xem sao. Đồ, ủa là làm gì? Em không biết nữa, nhưng mà chắc là phải chạy vì đánh nhau à. Ủa, ai là quả banh vậy? Ai là quả banh? Ai bên kia? Ai cầm quả banh kìa? Ôi, bên kia kìa. Tìm chị. Ủa, à bây giờ chị sẽ là người ném bên kia. Ôi. Oh my god. Rồi, ok. Ném. Rất là người ném nhau để đừng bị dính bánh được không? Đây. Bạn ơi. Bỏ. Ủa, sao không ai ném chúng ai hết trơn vậy? Hello. Ôi. Né. Đây bà nội màu xanh, bà nội màu xanh. Ui. Ôi trời ơi, chật rồi bác ơi. Cái trò này. Đi tìm đỏ đang bị tiêu diệt dần rồi. Ôi, chị được lên đây rồi, Sim ơi, chị thắng rồi nè, cố lên Sim ơi. Chị thắng rồi. Ủa gì thắng là? Ôi em ơi, em phải đánh cho một người, cô bánh cho người Sim ơi. Em không có bà. À đây. Đúng rồi, cố lên Sim. Mà rung lên. Sao đi? Ném cách vô Sim ơi, ném một tìm đỏ. Đồ Sim ơi, em đừng để bị loại chứ đúng không? Ôi, em cũng biết chơi trò này. Rồi sau mười mấy giây nữa em ơi, cứ ném đi. Đúng rồi. Cứ ném đi. Sorry. Em ơi, em ném vào người chứ em ném vào đâu vậy? Oh my god, em ơi. Yo. Ném đi Sim ơi. Ủa sao ném được? Ủa em cùng team ném nhau hay khác team nha? Ủa, Blue. Ủa, đội xanh thắng. Ủa. Đúng rồi. Bây giờ tự bạn, hình như là mấy người bị chơi là bị lỗi hay sao á? Đúng. Ủa? Rồi á. Ủa, đây chị bị dầm đó, đây chị bị dầm đó. Những người thua sẽ bị dầm gì? Ủa gì vậy? Người thua sẽ bị bỏ phiếu và sẽ bị vote rớt xuống cái hố tử thần. Không thể nào. Em sẽ mày vote chị ra đây. Trời ơi, chết rồi. Đây. Sim ơi, cứu chị. Mày bây giờ là vote sống hay vote xuống nha. Người thua sẽ bị ném xuống hố. Bây giờ các ngươi hãy lựa chọn người muốn ném xuống hố đi. Ê, bây giờ chọn ngay đi mọi người. Bây giờ mình sẽ chọn cái ông, cái bà không có skin. Ok, bà không có skin. Em không được chọn, em chỉ nhận thôi. Chị ác thôi. Trời ơi, may quá chị bị dưới chân. Mọi người, cuối cùng an toàn cho đêm nay chính là Oh my god, cái bà này sẽ bị thua nè, bà đó bị giật điện nè.
chị em khác tìm nữa chứ, tức ghê á. Trời ơi, kiểu này là một trong hai chị em phải tương tàn nhau bằng tương lai đã định đó. Ôi trời. Không sao, ít nhất là tới cuối trận hai chị em mình vẫn còn nhau được, ok? Yeah. Ý cho hai là về cho mình. Em tìm với ông đầu cam này hả? Xin nhân chúng ta. Ủa? Trời gì đây? Sao quá kìa. Cái này tôi nghĩ là không vượt qua hết được, tụi mình tội hết cho ta. Trời này khó luôn á bạn. Rồi giờ ai đi trước? Ui. Đúng rồi. Đi theo người ta đi. À đây đó rồi. Mình gian được. Xem ơi. Ui. À đợi không đi gian. Hay rồi, đó mình đợi người ta đi thôi bạn, mình nhát gan lắm. Rồi, không phải. Ui, ông đi hát hả? Ghê vậy. Ui leo được luôn hả? Ui, có nhà. Mấy người này ghê dữ bạn, nó có trick hết. Để ước gì Squid Game trong phim nó trick như thế này, người ta sống hết trơn rồi. Ui, em hai chị em ở đây. Xin mời. Ok, để em. Cố lên. Ôi, sao? Được. Đây, chị biết cái là. Lần đâu. Thôi. Đôi đầu. Chị sống cuối cùng, chị sống cuối cùng. Vậy là người sống cuối cùng. No, vậy bây giờ siêu sẽ là người bị bớt. Không sao, em sống dài lắm, chị yên tâm. Ok, bây giờ cơ hội để xem quay Simi có người là người bị loại không nha các bạn. Trời ơi. Em dễ thương dưới này, em không thể nào mà bị xuống hố được. Đây, chị Khân Khẩu, em muốn nói gì không Sim? Cố lên. Em chỉ muốn nói là các bạn à, hãy đừng quên giúp cho video này được 5.000 like và có 3 giây cuối làm việc này. Yeah! 3, 2, 1, yeah! Thank you. Đó bạn ơi, like thì không bị bớt nha đâu. Sao đây? Bây giờ chị sẽ cố gắng bớt em để em sống. Giờ đến lúc quyết định của đội bạn, nên loại ai rồi? Tôi sẽ giữ anh đầu cao lại mọi người ạ. Anh đầu chắc nên tôi sẽ... Ê, tôi sẽ vót anh luôn. Chiến vương vót luôn. Oh my god. Em ê sao nó lê đố được em mà đúng không? Xin mời. Ủa đâu còn em với cái đồng kia hả? Không, em đi rồi. Đồ là bao đường Sim và bạn hiểu không, an toàn tới đây chứ là không, không phải là em mà đừng mà. Trả thù cho em đi. Để chi? Please. Ai? Người nào? Ông đội tranh boss đúng không? Tôi biết mà. Đúng là đúng không? Những cái mặt kinh này chắc là em. Chắc là người là boss em mình. Oh my god. Cố lên trả vời. Chị sẽ trả thù cho em. Không thể nào chấp nhận chuyện đây được. Trời ơi. Cái gì đây? Trái kia ra xuống đất để bảo vệ cái đầu. Cái gì đây? Oh my god. Mình phải nuốt nước mắt vô. Bảo vệ em gái mình. Yeah. Cố lên. Chị sẽ trả thù cho em gái. Ủa em chào chị Sam. Sam ơi. Ủa sao? Chỗ này có biết tôi vậy? Oh my god. Có phá cho mày Sim ơi. Ê có. Ôi, em là người boss chị đúng không? Nói đi. Trời ơi chị Sam ơi. Chị biết em rồi. Nhưng mà em cho chị thắng được không? Cho chị thắng nha mấy em. Mấy em biết chị. Em cho chị thắng nha. Ê chị không lầm được trái nào luôn. Trời ơi chị hơi bị khôn minh á. Đây là chai sầu riêng gớt gào. Ê trong này có trái lựu đạn đúng không Sim ơi? Có trái lựu đạn luôn hả? Đây. Trời ơi có chai trái luôn á. Đây rồi. À trời ơi tôi lụm lộn trái lựu đạn nha. Lụm trái lựu đạn nằm không à. Rồi đây team nào thắng nha, team nào vậy? Team đỏ. Ủa team đỏ đang hơn mình đâu. Đâu trời ơi. Cố lên Sam ơi. Có loại nguyên em có khi nào mấy thằng fan vote mình không ta? Chị ghi mấy thằng fan vote em cũng á. Em cũng ghi đó. Mấy bạn là fan mình thật không chị? Ủa sao có người biết tôi vậy? Trời ơi đội đỏ thắng. Trời ơi rồi xong. Chắc chị bị loại luôn á. Để chị ghi thư đã. Đừng vote chị nha. Đừng vote chị nha. Đừng vote chị nha. Đừng vote chị nha mọi người. Mấy em mà bảo là mấy em đừng bảo là ui em phải vote chị là chắc chị xỉu đó mấy đứa. Đừng vote chị nha. Ơi hai người nhắn chị Sam nha.
Vì sao là phải để chị Sam sống chứ? Đúng rồi. Đừng vote chị. Đừng. Em có khi nào mấy ông fan kêu tự em là mày xin fake để vote em không? Giờ có ông có cái ông không có đầu nè, mình vote ông không có đầu nè. Làm ơn. Wakawasami. Trời ơi. Đừng vote tôi nha. Quả trứng an toàn. Alo. Rồi xong Sim ơi. Ôi dạ. Hình như chị cảm giác bị vote rồi. Cái trò này nó khó. Mấy bạn gặp mấy bạn fan Việt là hay chôn Việt Nam. Đúng chôn, rồi. Chôn Việt Nam lắm. Và bạn là người cuối cùng là bạn là người vote tối nay. Rồi. Mình đúng không? Rồi xong, đúng rồi. Mình bị mấy bạn fan chơi Việt Nam rồi. Chị bị bót rồi Sim ơi. What the? Quá hay luôn. Trời ơi, tôi bị fan bót. Trời ơi. Trời biết cay bà ấy chờ. Mấy bạn chơi Việt Nam lắm. Trời ơi, tôi buồn quá mấy bạn ơi. Trời mấy bạn Việt Nam chơi Việt Nam quá à. Ok. Mong lần này hai chị em mình có thể vô được chung team bạn ơi. Đó. Yeah, ok. Yeah. Tụi mình chung tin nhau, tụi mình mới có thể gọi là đồng loạt, đồng lòng, có thể là cùng nhau vót nhau sống các bạn ơi. Đúng rồi. Mấy bạn ơi, tụi mình phải bị bắt đó, tụi bị bắt đó. Cảm ơn vì đã thắng. Ủa là sao má? Ủa chưa phân biệt mà. Ủa sai cho mày rồi. Sao rồi là né tránh những quả bóng. Oh my god, cái gì vậy? Tôi thấy mắt ở dưới không nha. Rồi có người Thái bên này nữa nè. Sao quá nha. Cặp Kuka. Lớp phải là sâu mất. Ủa cái gì vậy? Ủa sao ai cũng nhảy xuống vậy? Đây. Bắn. Ồ ai đi lên trên thắng. Từ ok. Đúng rồi. Ok. Tôi là gọi là người né bóng đỉnh nhất ở trong này. Rồi xin mời. Ê tao. Tao bị lăng kìa. Trời ơi tội không cái trượt kìa. Thầy Thái Lan đây vậy? Dạ con chào thầy. Trời ơi thầy cũng chơi roulette hả? Dạ. Một người đỏ thôi. Trời ơi kêu có đội gì vậy? Ông lăn xuống kìa. Trời ơi. Tỷ số 5-4 nha. Thua đúng người. Rồi sao? Rồi sao tụi mình đi vote rồi Sim ơi. Nó bên kia thành công. Ôi sẽ vote cái người mà không leo được lên đây. Hai cái má mà khuyên kích mới là ô Tuấn á. Ok Tuấn gì đó. Hai bạn mà. Rồi, ok. Trong team này ai cũng chơi xinh gái đẹp. Rồi, ok. Come on, it's real. Ok, nghiệp quật là sự thật cái gì vậy má? Trời ơi, tôi làm gì đâu trời. Rồi. Ok, ok Tuấn nha. Xin lỗi bạn ok Tuấn nha. Ok Tuấn à, nhìn cái đầu giống không cần ghét qua loại. Ok. Ui, an toàn, xin mời chị an toàn ơi. Yeah, thấy chưa? Hết chỗ Việt Nam liền, thấy chưa? Để tròn liền. Không sao, mình có hai đẻ lận xem ạ. Đúng rồi, đó là cái trò này vui nhất là khi chơi với đồng đội vô. Mình còn gian được đó. Đúng rồi, tạm biệt là. Tạm biệt bạn, mình cũng bị ép thôi. Và người bị loại tối nay đó chính là. Rồi xong. Tạm biệt. Tạm biệt không con. Trời ơi, con trâu bên cạnh này dễ thương chứ kìa. Yeah, chị mới thắng các bạn. Ủa? Ở đây có người Việt kìa. Simmy. Trời ơi. Rồi xong, mày có người dựng ra đó rồi Sim ơi. Một đối thủ cần loại tiếp theo em ạ. Bởi vì bên này thiếu người nó phải xếp qua cho đều. Trời ơi, tại sao nó xếp tôi? Tại sao lấy tôi? Tôi mà. Trời ơi, cái gì đây? Ủa đây xếp cạch. Nhúng màu. Trời ơi. Dạ, con chào thầy. Thầy cũng chơi Roblox sao? Dạ, trời ơi. Tâm ngang luôn các bạn. Bạn nào vô đây mà chữ là xác định là thầy cho cái bon luôn nha. Bon. Thầy cũng mới chơi Roblox sao? Dạ con cũng chơi lâu rồi. Con mới chơi ví dụ như là năm. Con mới chơi một năm. Em thấy tim xanh mạnh quá à. Em thật em không hiểu tim xanh mạnh quá. Cái gì mà hai chứ mấy gì mà nội. Tim xanh hắc. Không
Nó này hát thiệt chứ đùa đâu trời ơi. Trời ơi, không biết sao nhảy được lên 200 đó trời. Trời ơi, biết rồi, bên này có thầy, thầy đổ sao mà thầy chơi gần 200 luôn. Thầy thầy nói con nghe đi, thầy chơi Roblox bao nhiêu năm rồi. Chứ con không nghĩ là thầy mới chơi được, mới chơi. Không, chị nghĩ thầy nạp Roblox chắc luôn. Không, không, chị phải thương thắng. Sao mà thì giúp con đi thầy. Thì giúp chị con đừng có bị loại được thầy. Thầy còn ngâm cái bút như vậy thầy. Ngoài đây ở đây mọi người có ai suy nghĩ thôi. Thôi loại bỏ cái ông gấu đi. Ông gấu này nhìn mặt cũng cười nè. Ông cười nè, chắc ông muốn đi nè. Rồi an toàn, kìa bưng quá chứ ơi. Wow, yes. Rồi xong cái ông ông Huy Hùng thì đi. Mặc skin dữ như này mà đi được á. Tạm biệt Huy Hùng 2 level 10. Oh my god. Trời ơi. Rồi rồi Huy Hùng đi rồi. Huy Hùng ơi, bạn nào Huy Hùng khi xem clip này bạn nó buồn lắm. Huy Hùng mặc cho cố vô rồi cũng bị giật điện à. Ô mà cái trước khi rời số 7 còn ghi chữ Sammy nữa. Rồi ủa có hả? Thu thập càng nhiều tiền để được điểm nhất. Ok, giờ ai lụm nhiều tiền, ai mà tay lụm tiền nhanh là sẽ gì ta thắng trò chơi này nè. À mấy cái hạt lụm mấy cái hạt xem ơi, lụm mấy cái hạt để được. Trời ơi, team tôi mới 1 điểm. Alo. Trời ơi, cái team này là thua hoài luôn á chị. Không có thắng được luôn á. Trời ơi, cho tôi đừng thắng được không? Cái team này team quái vật nè. Đây là việc team màu xanh hay sao? Rồi, em bảo rồi, team có thầy. Trời ơi, thầy có thầy là tất cả. Thầy này vía mạnh quá bạn ơi. Trời ơi, thầy cấm team luôn. Trời ơi. Đáng lẽ là em với chị phải tiêu xanh nó mới mạnh được. Bên này có thầy người ta phù hộ, bên này không có ai hết. Trời ơi. Trời ơi, sao bên này có con nít không vậy? Bên tim này toàn con nít không vậy? Trời ơi. Ủa loại bạn không có tắt nè. Bạn này gì đó không có skin đúng không? Hay là loại bạn không? Loại bạn nào đây? Ê, rồi sao thì quên bot? Hay quá. Ui, an toàn. Thôi bây giờ mình sẽ không bot luôn các bạn. Bây giờ mình thử không bot luôn để xem có ai bị loại nha. Mình không quét bạn đâu, nhưng mà do là cuộc sống này nó lại không để bạn gọi là sinh tồn hả? Đúng rồi, ai bị loại đây? Bạn người ai bị loại đây? Ai sẽ là người bị loại đây? Ôi, loại đó. Ủa, loại chưa? Loại, ủa, gì không thấy hả? À? Loại rồi. Rồi, tôi thấy vậy. Ủa, loại ai vậy? Là cái bạn tóc vàng. Oh my god. Trời ơi, thầy vẫn còn thấy thầy gọi là thiếu sáu múi không? Thầy nhảy tưng 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 được chứ? Không sao. Em đã có kinh nghiệm của thầy rồi. Rồi ok, em đã dùng gọi là chị Sammy à, ủa gì vậy? Nhắn tin từ Huynh. Ủa? Sao bạn lại nhắn tin cho mình? Sweet the food hả? Cái gì đây? Táo, dưa hấu. Ok, táo, dưa hấu. Dưa hấu đâu vậy? Đây. Chị chết rồi, chị không nhớ gì hết trơn rồi. Chị không nhớ cái gì hết trơn rồi, xin ơi. Táo ở đây. Cherry. Chanh cherry. Là thầy không bị loại, con là con rất thích thầy đó. Ok. Rồi ai đây? Em cái xoay được hay vậy? Em xoay không được luôn á. Ủa xoay. Mà. Rồi an toàn, mặc Roblox an toàn rồi xong. Cái bạn nam này hết ra an toàn các bạn ơi. Rồi thấy chưa? Càng ít người thấy không? Giờ để xem quay tí là ai là người cuối cùng ở trong vụ này. Trời ơi. Cố gắng sống sót cái Sim ơi. Cố gắng cái hai nhiệm vụ sống sót. Bây giờ em thấy nó càng ngày càng ít rồi nè, chị thấy không? Cái thử thách nó càng khó vậy. Rồi cái gì đây? Get to the end of course. Hãy tới điểm cuối cùng chứ tới cái block okay, gì đây. Cái ô thêm màu Sim ơi. Đây. Rồi. Ủa nó còn phóng nữa kìa. Mùi xanh đó trời. Trời ơi. Ai. Ủa rồi quăng được không? Phóng Sim ơi. No way. Em có nó bụng phóng. Ok. Rồi. Ok. Ê. Bà nội. Ok. Phóng. Ê.
Ôi, mày qua. Rồi. Đấy, quay xong. Ôi. Ôi, không cái này sao qua, cái này sao qua trời. Ôi. Trời ơi, cái này sao qua. Đi xéo. Miệng. Rồi. Ây. Rồi. Rồi qua ơi. Ôi sao qua một người vậy? Em qua liền, qua liền. Con lên xem ơi. 2, 3 rồi. 4, 3. Rồi xong rồi. Trời ơi, em tin tôi được bị rớt. Rồi, tim mình là nằm trong vùng nguy hiểm rồi các bạn ơi. Em cảm nhận, em nghi là có khi là chị em lại bị tắt tim nữa ấy. Sau cái vụ bot này. Ok, xin lỗi em, ở nhà em ơi. Ở nhà nhé. Yeah, sorry. Rồi, ai an toàn đây? An toàn, may quá, xin mời an toàn đi xin mời. Ủa? Xin mời. What the hell? Sao giờ chắc mình sẽ thua thầy thôi. Rồi cái gì đây, trò chơi, trời ơi, điểm ngón tay, nuốt ngón tay ra trò này mình thấy mình khó luôn á. Trò ghi nhớ mọi người ơi, chết rồi, trò này mình bị khờ nữa chứ. Trái à, phải, xuống, phải, xuống, rồi ok. Ông đi rồi hả? Thầy cũng đi rồi đây. Loại con chắc trai. Thầy bận đi rồi. Con trai đi, loại con trai đi. Mọi người nghĩ giống tôi đúng không? Loại con trai đi. Cái ông này nhìn mặt nguy hiểm không? Quá trời nguy hiểm luôn. Ủa sao mình lật? Oh! Em để ý nha chị, lúc nào được an toàn á. Rồi, chị... ông là bị loại rồi em ơi. Chắc luôn. Ồ, chị bị hơn á. Đó, thấy chưa? Loại ông con trai. Loại ông con trai, ba con gái nè. Mới khỏi nè. Rồi. À, trò này hết bị sim nó bị giỏi trò này nha. Trò này là trò đi không. Lên trên này. À. Rớt xuống từ từ, em rớt xuống từ từ á. Đó, kéo ngay nè. Đó. Rồi. Có là. Nó có hai lớp. Ủa, nó có hai lớp à? Đây, mình sẽ đặt. Nếu mà có hai lớp thì em nghĩ chị nên đi xuống là vừa ấy. Xuống là hơn đúng không? Đúng rồi, bởi vì chị sẽ tạo cái hố thật to ở dưới, em nghĩ okay. Đi xuống đi. Ây! Mày có bạn ơi, mày có bạn ơi. Ây! Cái gì? Con gì vậy? Oh my god, mày bị rung water. Ủa, hồi nãy rung lấy gì vậy? Chị không biết. Ôi, mình quên mình có cái này mà ta. Trời ơi, tôi có cái này. Tôi cay quá à. Well, loại thế nào? Not me please. Sorry. Not me please. Xin lỗi bạn. Rồi, tôi an toàn đi mà. Tôi sẽ là người an toàn đúng không? Tôi sẽ là người an toàn. Ôi, yes. Thế chị lúc nào cũng an toàn ấy. Cũng là người an toàn hết. Chị giống như có thể bài an toàn á sếp. Và người an toàn cuối cùng đó chính là... Rồi, hiểu rồi. Bye bye em, tụi em không mặc đồ đen giống chị. Sao? Em nghĩ cái bà gà tây thắng tiếp quá à, bà giỏi quá à. Ừ, bà giỏi quá à, bà hơi bị bro luôn các bạn, nói thật luôn á. Bà chơi không lại bả luôn á. Trò này tôi phải thắng trò này. Bà kia quá kìa. Ok, bắt cua. Bắt cua rồi, nhanh bắt cua. Mình nghĩ là tài năng mình sẽ được bộc lộ tại đây. Cố lên. Cố lên. Rồi, ok. Thì tại chị đang nghĩ đâu? Không được sai sót. Cái bà gà tây. Yes. Bật tật. Cái gì đây?
Để biết thì chắc đi rồi. Ok. Ui. Qua kịp không? Qua kịp. No! You. Sao mình cũng thắng được đấy. What? Thôi tôi sắp tới chung kết rồi, cho tôi vô đi mà. Bằng ơi, con vote tôi đi. Alo, bà vote người ta đi. Rồi vote mã này thôi chứ sao vậy. Rồi, làm ơn bạn ơi, bạn ơi, giúp tôi bạn ơi. Thôi giúp tôi đi. Tôi thắng bạn. Oh, the answer for tonight is chị lúc nào chị đi đâu. Chị không? Chị giỏi hơn bà. Lần này mà chị em mình ở trong này. Thôi không sao, ít nhất ít nhất chúng ta vẫn còn có nhau đây, có ánh đèn. Ok. Những người thất bại xuống ở trong chỗ này và ơi, tối tăm địa ngục, nhưng mà ít nhất chị em mình. Yeah, không sao, em sẽ nhảy chị một điều nhảy. Nhưng mình không cần biết tụi mình ở đâu. Chỉ cần tụi mình có nhau là tụi mình vui bạn. Tuy là không tuy là bị xuống trong cái hố này, nhưng sao tụi mình có nhau là dư rồi các bạn. Đúng rồi các bạn à. Đấy. Ờ, chị em có nhau được rồi. Ok bạn ơi, mình nhìn video ngay này tới các bạn thấy như là đừng quên comment phía sau biết nha. Và bạn nào thấy trò chơi này có hay không, các bạn có thấy đáng sợ với ông một đầu kem này không, cũng đừng quên comment phía sau biết nha. Còn bây giờ tôi ơi ở clip sau, hẹn lại với mọi người. Bye. Bye. Và subscribe cho mình và Heo Team nha.